Mầu là ai? Có nên tự hào khi nhận là thị mầu? Ngày xưa cái năm 1900 hồi đó, có một gia đình họ Mãng sinh được người con gái rất đẹp, đặt tên là Thị Kính. Đến tuổi lấy chồng, bố mẹ gả cho một người học trò họ Sùng, tên thật là Thiện Sĩ. Về làm dâu, Thị Kính chăm lo hết mực nuôi chồng ăn học. Một hôm, Thiện Sĩ đọc sách gần bên chỗ Thị Kính đang ngồi may áo, mệt quá nên ngủ gục. Chợt Thị Kính nhìn thấy má của chồng có một sợi râu mọc ngược. Người ta bảo râu mọc ngược là tướng bạc ác. Kính bèn lấy kéo trong rổ may, cúi xuống định cắt sợi râu. Vừa lúc đó, Thiện Sĩ chợt choàng tỉnh, thấy vợ cầm kéo kề sát bên mình, thì thẳng thốt kêu lên: "Cái gì vậy bà nội?" Trong cơn nghi ngờ và hoảng hốt, anh vu cho nàng tội ám sát, đòi bế lên phường để giải quyết. Nàng van xin tha thứ và bị đuổi đi. Để né tránh ánh mắt xăm soi của Giang Cư Mật, Thị Kính liền cải trang thành đàn ông, đi thật xa và xuất gia. Nàng được trụ trì đặt hiệu là Kính Tâm. Một hôm, nhà chùa mở hội, Phật tử quanh vùng nô nức kéo về rất đông. Trong số đó có cô Thị Mầu, con gái của một phú hộ trong vùng, tính tình rất là lạ lơi. Đi lễ chùa là phụ mà tia trai là chính. Thị Mầu đi một vòng quanh các anh sáu múi cuồn cuộn dây điện dây đồ, nhưng vẫn không thấy hợp gu. Vô tình trông thấy sư Kính Tâm, sao mà đẹp trai quá đáng. Thế là Thị Mầu đi theo cờ rớt buông lời ve vãn. Kính Tâm không đồng ý và tránh né. Quê quá, Mầu bèn sinh lòng tức giận, không ăn được, đạp đổ. Sẵn cô đã xếp hình với người đầy tớ trong nhà và mang thai, nên đổ thừa cho Thị Kính. Cha mẹ Thị Mầu lập tức đưa sự việc ra trình báo với công an. Kính Tâm bị bắt tra khảo, mặc dù bị đánh tơi tả, nhưng cô vẫn cắn răng không để lộ thân thế của mình. Sư cụ động lòng thương, đứng ra bảo lãnh, đóng tiền phạt vạ. Nhờ vậy Kính Tâm được tha. Nhưng cũng từ đó, Giang Cư Mận tha hồ bóc phốt, dẫn dắt dư luận body Samsung bla la các thứ. Sư cụ đành cho Kính Tâm xuất ra ngoài cất túp lều dưới chân núi sống qua ngày. Thị Mầu sinh được đứa con trai, đem đến túp lều giao cho cô. 6 năm trôi qua, đứa bé càng ngày càng khỏe mạnh, nhưng cô thì kiệt quệ, lâm trọng bệnh. Sau đó cô ra đi, người trong xóm súng lại khâm liệm, nhờ vậy mới phát giác ra giới tính của cô. Ai nấy đều bẽ bàng và hối hận muộn màng, bắt Thị Mầu phải chịu hết mọi trách nhiệm. Thị Kính đã tu thành chánh quả, được phong thành Phật Bà Quan Âm. Từ đó về sau, mỗi khi có nỗi oan nào lớn, người ta thường nói Oan Thị Kính để nhớ đến câu chuyện này.